Vừa qua tại Công viên Thống Nhất thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Năm nay, chiến dịch giờ trái đất mang thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Giải chạy được tổ chức hướng về cộng đồng thông qua hoạt động thể thao có tính kết nối, phong trào chạy bộ nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân thực hiện tiết kiệm điện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành một thói quen ở mọi lúc, mọi nơi. Theo Bộ Công Thương, nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch đã được Bộ Công Thương tổ chức trong 3 tháng này, bao gồm cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024, được tổ chức trên nền tảng trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tắt đèn từ 20:30 đến 21:30 thứ bảy ngày 23 tháng 3, lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất.